Cẩm đi là chả thua. Cái thua liền hả? Ừ. Chứ chả đi gì chả là bộ quơ quơ cái tay cái chả liếc Cẩm cái. Anh Cẩm gật đầu rồi đi. Ồ, vậy đâu được anh Cẩm. Cũng xa nhau rồi. Cũng vậy, cũng là hát lên cuối cùng lóc lóc lên ha. Chạy xuống làm trung quẹt đồ đồ tốt hình ha. Nó cũng ngó này, làm cho nó đuôi đi chừng bây giờ mới lên nè, ừ. Tôi để bật đuôi lên em không rồi không lẽ hồi anh cũng bật em cũng bật mà nếu cũng nói tới rồi hết đi rồi theo tình hình rồi của ba căng thẳng là tôi hết đi rồi đó. À lên đây tao đứng đó đây. Thầy thấy hả buông tay? Dạ yeah, buông tay à. Ừ, tao đập cho khổ bỏ luôn. Dưới này ta. Qua. Kệ nó nằm đó đây. Đây. Dứt thuê à. Ê. Quay tay mình buông tay buông tay hai con này trái bầu buông tay con ngựa uống nằm gốc hả? Ôi trời ơi làm chán quá rồi đó ho cũng chết tới đây là không có bệnh đâu đụng xe tao bắt đi xe vậy trời ơi đụng mấy người canh pháo tôi thua ừ, rồi đi đừng ăn đúng không tao làm khó luôn đâu thua thứ gì đâu tao lúc Buông tay. Mình đúc đâu đó. Đúc đâu. Ừ vậy thôi. Đi đâu? Đúc đâu đó. Chỗ này chỗ điên trọng hả? Hả? Rồi đứng đó. Đứng đây. Đi đâu? Chốt ta bỏ hết. Chốt. Bỏ hết chốt. Đấy làm gì? Chốt chiếc đâu. Hết dặn không ăn cháu à, không phải hoài ăn đâu nha mày là khác á, lớn hơn cái kia đó thế bây giờ khó không đấy tại vì số mát thì nhiều khi nhẹ nhẹ cho nó mở hút đi em ơi. Cho nó mở hút đi. Hết chi ơi. Mày muốn quậy tới chỗ quậy. Mày núp đâu ra? Đi vô. Đấy nè. Rồi đó là được. Không, anh không có mở. Ai vậy? Không mở nha, chưa mở gì hết, chưa bước tới trong đó. Tôi sợ vậy, đứng mình vô. Đây là của ai vậy? Ai đâu hút con? Ngựa ngựa mày lên được không? Trời đất. Thằng này, sao mày làm gì lính quýnh lên vậy? Rồi nói nhớ nói một. Có bao giờ đợi cho trời tao quýnh không ăn hoài mà tao chặt chặt nãy quýnh bằng khác vậy thôi. Ừ tao đâu cho mày ăn bữa nay rồi không ăn được bàn nào nè ăn vô không ăn bàn nào luôn không ơi không chơi. Không phải như tối qua đâu. Mình chủ không ăn được là được rồi. Cái gì? Đây, nhớ không? Bây giờ tao quýnh ăn hoài à. Cái tao gọi mày về hoài chứ bắt nó mày nhào lên. Vui luôn nha. Vui luôn. Đó, giờ mình thấy khó quýnh mà khác à. Kiều Cẩm là cũng chết nữa. Bỏ tăng lực à. Chết rồi. Thằng này nổi dáng đó. Nghe lời nó là hồn tới số. Nó phục kích đó. Tôi gài nó bệnh đó. Đâu pháo đồng mà đổi nhậu lên, pháo đồng mà đổi buộc chả hao, ủi pháo đồng mà đổi lên đây, ngon, pháo đồng mà đổi ngon nữa, ngon, ngon, trời đất ơi, sao mình nhanh lên ra, chết nó rồi, mình nhanh pháo lên chết. Dao mà thật cũng hiểu luôn. Dao búa cũng chết chỉ dao. Mình nhảy đâu nhảy qua đây chiếu lại đi. Dao hả búa. Nhảy qua đó chiếu chống lại. Trời mà tao thôi. À tao đập à. Đừng có giỡn à. Núp vô. Một bạn. Rồi quýnh cà tán quýnh có lợi đấy tôi tạt luôn hết ra chụp đi để vô lẹ lép quá rồi không có nào lên hết rồi kệ nó. Đâu Nên nó cả tầm phào quá. Đó, ngoan ngoãn vô luôn. Con nào đi, má nằm nó đứt hết rồi. Lỗ chốt một đống. Lỗ chốt một đống. Đi chốt một đống nè. À, uổng quá, uổng nó con đất thôi. Thua nữa. Không có con gì nữa. Thua. Con đi rồi. Ghê quá hả? Đó, mình nhịn. Ghê quá rồi. Rồi, tới luôn. Ủa sao vậy? Chả thôi. Sát thủ. Chạy à. Chạy cũng chết thôi. tới đây. Cẩm đâu rồi? Cẩm đâu rồi? Hai giống Cẩm quá. Ván này Việt đã không nổi luôn. Tan qua hết con này. Nè. Thế này chú không đổi thế mới thua xong. Mình sẽ ra hết rồi. Uống cho mấy cù bỏ. Cảm ơn chú Việt. Cảm ơn kìa. Hết rồi, xong rồi. Tiêu con tượng rồi. Đấy, coi nha. Chạy. 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 Chạy kìa, chú Việt ơi. Rồi trứng giái của mày dám không? Hả? Trứng giái mày lòng thòng con chút mày dám hả mày? Mày nhát như thôi đế mày dám đủ qua chút. Ăn, có sợ mày quá ăn. Đấy. Nhát như thổ đế ngoài đạt luôn qua bắt ngựa. Vừa ăn được bàn cái la, xong rồi khen hay quá rồi chạy. Cơ gì mới khen hay quá chạy mất mẹ rồi. Trời đất, nhát quá. Em đi chạy. Ủa chốt qua bác sĩ hả? Làm cái gì vậy? Cô quát kìa. Nhát như tổ đế vậy đó. Tổ đế. Lên chỗ nào tôi bắt chỗ đó. Lên chỗ nào tôi cũng bắt phải chỗ đó thôi. Đình nước là đâu không dám ủi vậy. Nó rồi nhát như thổ đê mà vậy đặt ăn được vàng cái mừng nữa chí chết. Đâu đó cái dễ là chỗ mày nằm đó ngủ đi. Đâu á đi đâu buông tay ra nghe. Đàng hoàng nha. Đàng hoàng nha. Chắc em tại em. Nó quạt nó mất rồi. Hả? Nó quạt vậy. Đánh quạt cho. Chắc đang tháo dầu sạc đúng không? Có quạt nó mát chưa? Ủi quá, ủi quá có xe mày báo kê đó, tao đâu có sợ. Bên ngoài đó nha, tôi đánh đồ bên ngoài. Anh Cẩm anh livestream cái áp lực nè. Giờ em livestream nữa, anh áp lực nữa. Bây giờ áp lực này. Không hết mình nè. Này chiếu kia một cái, rồi chiếu kia một cái, rồi ngon ăn vô giữa. Ở giữa có con ngựa đầu, con lý. Trước cái này sau này đặt cấp đặt cái cạnh này để hai người vô giò mày thủ hả? Thủ hả? Không đi được. Bắt chết luôn. Đốt mày vợ bắt chết bắt cu. Bắt chết à? Mày tràn gian chỉ hả? Bắt thì mày phải đi chứ. Trời. Này cái gì đó? Nó giật gì đây? Để tao em tự lên comment cũng cứ kia. Bây giờ cái anh công gắt cái giò lên cái giò. Đừng nó bắn vô. Không có bắn, dưới chân. Ở đấy đúng không? Thôi, đâu cần chỗ này đâu cần mát đâu. Nó dơ. Tại sao? Mát. Không sao đâu cả nó. Xung quanh mát được rồi. Xung quanh mát là ở đây mát. Tới ai đi đàng hoàng nha. Ừ, ngồi chơi. Ủa là nhỏ mới được ăn cơm hả? Má khổ ghê trời. Chết cha. Chết nhỏ. Chết nhỏ với ghe rồi. Để là kia rác còn quá trời ông xịt ra. Để để cho bà á, rác bà hồn quét. Biết nói ống thôi chứ đâu biết xịt đâu chị. Xịt mẹ ra đi cho chiều đỏ một cái. Nói ống thôi chứ biết xịt đâu. Trời gì cũng làm á, nó bình thường ông không chịu à. Đây vậy? Ừ. Để thương nó nói thẳng vậy luôn nè. Phụ nữ mà khi ta nói thẳng là người ta thương lắm, ta phải nói thẳng. Trời gì cũng làm hết á. Mà thương không giờ thương. Mà thương không thương, mình thương mà không thương coi chừng ướt chảo người ta. Đúng rồi. Kỳ vậy? Có vấn đề gì không? Nói thẳng đây anh em ta giải quyết cho nè. Vấn đề về giới tính không? Thích đàn ông hơn. Vợ con có con 18 tuổi rồi mà còn gì nữa mà không ấy. Chính vì có con mà biến đổi đó. Khi có con rồi cái bóng muộn. Kéo tới đó luôn. Rồi sao chú? Chú gì mà muốn đi gì mày đi chứ mày hỏi quá với quân cơ. Rồi cờ tới đây quân cơ mà nó mày chờ gian chị à? Nữa hả? Chờ con nữa hả? Quân cơ gì con chị? Sao mà về tới đây sao mà đấy? Dạ vậy con chị. Mày điên rồi. Chiếu rồi. Chiếu mới được. Rồi chạy ngựa nè. Rồi chiếu rút đâu đó. Chạy ngựa kìa. Mày điên rồi đúng, mày tâm thần rồi, mày nặng quá. Chạy ngựa mày. Mày rút đâu vậy? Rút chỗ đậu con ngựa mày vô rút. Rồi bây giờ xe giữ mày. Rồi, bây giờ xe giữ nó là con mày. Em mượn cái ống em xịt cái xe em cái coi. Mày mới la anh gì vậy? Mày la tiếng Biên hay tiếng Quảng? Trời ơi, sao mày la dữ vậy? Cờ với tao mày la hả? Tới đó mày tưởng mày ăn sao mà mày la dữ vậy? Về xe giữ này là con. Từ từ bắt là chết rồi. Nữa, đúng mày mới vừa ca quá trời cái mày khóc. Rồi mày chiếu hoài đi hoài. Rồi chiếu đi, chiếu tao xuống. Rồi, chiếu hoài hoài ha. Nhiều điều kiện lắm. Về giữ nữa. Rồi, ta ăn pháo hoài luôn đi. Đây. Là tôi cắn bằng bữa. Không chạy không? Chạy tao mày pháo luôn. Hoài phải không? Dám tôi cũng la đúng mà bắt chết người của mình cứ lá đấy. Trời đất ơi, thôi tao cho hai cha con mày nằm đó đi. Hai cha con mày chích gì kia. Ừ. Hai cha con mày nằm à, mày bắt hoại ngựa à. Ừ, bắt hoại ngựa về tới. Ừ thấy quá. Ừ ở đây ừ. Trời ơi đủ nữa bắt. Bắt mày yếu quá. Trời ơi bắt nữa ta. Nó bắt hoài hoài sao ta. Thằng này như quen Cẩm mày ơi. Quen không? Quen. Nó đi dân phòng bắt hoài à. Ừ. Nó đi dân phòng nè. Ủa sao không có ra chơi vậy? Uống nước chơi. Ngông chạy nó uống quá. Không nước chơi. Được rồi. Rồi, xuống đi. Sạch cho em luôn hả? Chiếu sạch ra đi. thôi rồi. Giờ thua hả anh Cẩm? Còn giờ thì đánh được rồi. Thì xong đó tôi dặn cho nửa tiếng nữa. Xin hòa phải cho hòa ngay chứ. Xin. Đâu có mấy giấm cương mà xin gì? Anh Cẩm còn mấy chục giây mà nó còn mấy giây mà. Cậu mình đâu có cầu quýnh đâu, xe gỡ mình chỉ mình vô. Vô ra thôi, không biết được không? Bạn nào cũng vậy hết á. Cái rơi của mày là tao có sức khỏe tối rồi. Cái gì có sức khỏe đó hả? Ừ. Rồi. Sức khỏe tao bán cho công với Cẩm học mà. Cái việc này tiến bộ rồi, coi sức khỏe. Trời, tao mới rời trứng giá cho tao tèo ha. Vậy là không có làm gì. Đéo chỗ cỡ lên 7. Mình đi đâu kể rồi. Đi đâu kể. Đi đâu kể Giang nó chỉ cho. Không chỉ còn không chỉ nữa. Mày hỏi Giang chỉ cho. Không chỉ nữa, không chỉ nữa. Mày không dám đi gì á. Sao tao biết mày không dám đi. Rồi đi. Đi đi. Đi đâu được đi. Đi đâu á? Đi đi. Đi. Sao kệ, rủa thôi. Chà. Nở, chân tay cái. Chơi không? 44 mà. 44. Nó khóc rồi, ngồi chờ chỉ nữa mày. Vô thí xe rồi, chết tao rồi, vô thí xe. Vô đây thí xe. Đâu đó đi đàng hoàng coi. Đi đàng hoàng coi. Gì vậy? 1-0 rồi. Đừng tính đập chốt qua đâu mày, đập thử tao coi coi hả? Nó nói cờ mày cờ đi ăn trộm không có quýnh, tao đâu có sợ mày là trộm gà trộm vịt thôi. Dạ về dưới không có đường lên đâu, về dưới đi mà, về dưới đi mà, về đó, về dưới đó. Về bắt chết xe tao. Ác mấy. Chơi ác quá vậy. Ác la ác báo các bạn. Cái hát luôn. Mày ngon á, mày đút pháo vô đây rồi tao xử mày cho mày coi. Đút vô. Mày là cái rơ, mày là rơ trộm mà tao đâu có sợ. Tao nói người ta vậy. Rồi đó tao chạy đó. Rồi về bắt thùng pháo về bắt chết xe kìa. Ăn ra kệ mày chứ bữa hỏi tao quá. Tao muốn hay hỏi hoài. Ừ. Cờ hả mày thấy ăn ra ăn vô gì mày xin phép tao hoài vậy sao tao. Muốn ăn gì đó ăn. Cái gì tới nó kìa. Anh Cẩm tới rồi, nhanh. Đồng bọn tới cái gì rồi. Té rồi, số mắt thua sao. Rồi. Tao quất cái 4 gì đâu, 6-3 luôn. 6-3. Ông vừa đi ông không điểm nữa là chết liền. Anh Cẩm vào đây còn thắng với anh Cẩm đi thua tay tôi luôn. Đi đâu? À xuống xe dưỡng rồi. Giờ là tới giờ định đua luôn rồi hả? Dưỡng đồ đó quay lại chưa? Khỏi bắt xe không? Đâu ai lại đâu. Khỏi. Đâu bắt xe đâu. Anh có lai không? Bắt xe này, bắt xe tao này. Anh có lai không? Không. Xong cạnh đây lai. Tao cho mượn pháo thuộc về bắt. Vậy thôi à. Cậy nợ con nội được không? Được rồi, sao không biết sao giờ bật được. Mẹ rồi. Ủa vậy là sự duyên của anh nội được á. Duyên em nếu nói được. Thôi, tao dí ngựa mày nữa đó. Duyên em thua rồi. Tự nhiên đủ con đó rồi. Tao không hiểu rồi. Tự có tự gì vậy? Một cái dán nó đi cho nó đủ clip. Tự 37 khúc này. Đi. Ừ lên đó mày làm tao. Bật được hồi nãy bật được sao kỳ vậy ta? Giờ đủ biến cho tự sạc đây rồi. Không, hồi nãy không phải sạc, hồi nãy bật được bình thường là anh Cẩm chơi sạc ở nhà rồi mà. Anh biết bấm làm sao á. Nó chốt. Cẩm nói là quýnh làm khó thôi. Không quýnh sơ mát áp lực quá cho nên ông ấy là quýnh độ này dứt liền. Làm khó rồi. Đồ nó tính thân thoải mái ha. Áp lực quá quay livestream đồ sợ lộ bài. Livestream đâu. Đúng rồi, mai mốt đừng có livestream nữa. Anh Công sợ lộ bài. Lộ bài đấy. Trời ơi, con tốt quá trời đơn chú vậy. Để tôi độ kiếm con khô cái gạo đấy. Xong rồi nha. Đây đi thôi. Mày mà dám qua chốt tao là trứng giái mày dám qua. Tao bắt là tao biết mày chạy á. Mày là nhát hơn á. Cứ Cẩm ỉa mày đạp mà đừng mày dám qua. Vậy bắt quá. Ừ. Mày đứng đây. Mày đứng đó đi. Không biết tại tao. Con nào anh lên mà. Con này nha. Đó lên đó. Con này nó lên. Mày nó chạy tao quất nữa đó. Rồi cảnh cáo ngựa mày nữa nữa. Chạy không? Mày chạy tôi quốc ngựa mày nữa, mày đi. Chạy không? Mày chạy tôi quốc ngựa đi mày giờ á. Tao nói rồi mày quýnh không có xe gì gì đâu. Đâu? Đâu đó? Mày đi trộm hay đâu đó? Rồi. Đó làm gì tao? Đưa bên này xuống 5 người, bên này xuống 5 người. Màu xanh thì 5 người và anh điên đài mình đối tượng ra tiếp. Anh kiếp điên. Còn anh kiếp trên trường. Còn những trường là 8 cho 2 nhá. Đen tiếp riêng, đen ăn cái hai không chỉ có anh mình đen ăn còn ba ông Nguyên thì không đi với tụi anh nữa. Tôi một đội cờ mạnh của đội cái điệu. Trời. Lại. Như vậy nãy em ra đánh mẹ hai dáng cho rồi. Rồi mấy ông nội này giống như tiệp xếp mà để cho bên kia bọn đi họ lực giới. Còn giờ lừa người thì sao bên họ chịu nổi. Nó lừa chắc chết đó. Cái con bẹo đồ nó cho mà. Con bẹo mạnh quả việc ấm con lẹp mà. Người ăn con lẹp. Lừa anh Cống bị lừa Nguyễn. Đó chết nè. Họ kêu quýnh với hội cà ma. Nên là họ kêu quýnh với hội cà ma là còn gì nữa. Còn ông Tuần Anh thì mà 15 phút vô rồi mà bạn nào hệt dơ không. Tuấn Anh sao quýnh lâu dữ rồi nè. Lên luôn chứ giật, lên luôn. Trời quýnh 20 phút dầu không quýnh hết giờ anh Cân. Luôn chứ hai người quẹo mày làm gì hết lên. Đặng kia đi là anh quay coi đừng thôi thằng kia còn 23 phút, còn anh còn 3 phút. Sao mà anh suy nghĩ lâu dữ rồi ta. Người quẹo mày làm gì cũng lên. Mình cơ còn được đi ngồi. Cái thói quen. Nó quen hả? Ừ, tại nên là cái thói quen. Nó quen người ta bỏ đi chứ. Nó quen là do mình. Mình bỏ đi chứ. Lửa sống nó đó chết đấy. Mình làm gì ta? Chơi mày. Nói đấu thì không đấu bây giờ đấu. Ừ, bây giờ tao phải rủ đấu mày làm tao. Hồi mày đụng kỹ mà bây giờ tao biết tao không có cho. Ừ, tao không cho mày 30 giây quýnh luôn nha. Anh Cẩm giật bấm nè. Bấm cũng chết. Càng đánh càng hay hả? Không ghê, anh Cẩm kêu càng đánh càng hay. Đó, phải không? Mấy số map này chứ giờ nó lại thua nữa đây. Để cho mày xuống tao mới bắt mấy này để mày đi hoài quá. Mày đi hoài. Bắt đây nè. Bắt đầu tao mất hiểu quá lẽ Mẹ đi với mày ngồi chắc cẩm hoài vậy. Cơ đâu. Đi đúng mày liếc liếc người này người kia. Liên hoàn. Ừ. Liên hoàn cướp. Đúng rồi, cướp rồi. Tao đá vô cướp vô bụng mày giờ chứ. Ừ. Liên hoàn cướp. Chút lên thì chạy đâu. Liên hoàn cướp quá. Mới cái nó thủ rồi. Cho rồi trứng giá cái nữa không? Nữa rồi, hai bên luôn, rồi hai người ừ, luôn. Sao mày nhát dữ vậy? Băng nhóm này bị dữ dệt rồi hết. Cơ gì mới cái thủ. Đây rồi. Nè, chú nè. À, nè, nè. Rồi nè. 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 Nè, tẩy mày á mày. Mày đi cầm mày quá nè. Nè. À, rồi sao? Sao không ăn? Ừ. Trời ơi ngược ngon quá mà không ăn. Ủa mày nãy mày thua 6-3 hả? Sao thua dữ vậy? Mày la mà mày thua. Chết luôn. Ờ chết rồi. Chết nè, chết vô đầu mày giờ chứ chết. Nó lấy ngựa hả? Hả? Lấy xe hả? Chết mẹ bên đây. Thì quá rồi nó bắt nữa. Nó giảm qua bắt thêm cái xe cho nó ra. Dữ quá ta. Dữ quá. Chạy rồi mày. Chạy rồi. Rồi, đủ mày gác sĩ bên nào đó, tao chiếu mày lộn cho tao phèo nữa. Bây giờ mày giỡn nhiều quá rồi nghe. Lẽ. Ừ. Mày giỡn ừ. Rồi, đủ cạp. Nó mà quất đủ giờ nào chiếu mày không được. Chiếu rồi không về được. Ừ, không về không về. Em bắt tao hả? Bắt không? Chiếu. Rồi, đây này em quá bắt nữa đi mày. Quá đi. À, đúng đúng cái nước nào mà mày chỉ đúng đó, cái nước nó vô đầu mày đó. Ừ. Đẳng cấp đánh vậy. Còn cái giờ nó chết. Đúng rồi, nó ăn ngựa mình. Thế tao coi nó ăn ngựa nó sống rồi nha. Về đây thôi xuống mẹ thôi. Đâu chú kìa? Ở đâu? Đi đó. Rồi. Quýnh sao tao thua quýnh đi. Đó. Đem nước ha. Sao vậy? Đi. Xem con kia á hả? Đi. Tập bói. Tập bói. Sẽ theo dán rồi cương. Vậy. Cởi này. Thế sao? Rồi mà chiếu đây cái mắt ỉ quá chứ. Trời. Đấy. Mày đổi giá nè. Rồi. Rồi mày chiếu hoài để tao thua. Ê nãy mấy giờ? Đếm nha. Nãy giờ mới đếm chứ. Rồi mới đếm nè. 52. 30 giây cũng luôn nha. Tôi không cho ông hoài nha. Rồi tao 5 phút rồi 1 giờ phút. Phải đếm. Rồi, chừng nào đếm rồi kêu. Quýnh luôn nha. Tôi không cho đếm nữa nha. Nè, quýnh luôn cho ông nè. Đi. Đi. Rồi xong. Đi xong, xong cu á. Xong cu. Xong luôn. Xong đếm. Xong đếm. Xong cục. Đi. Đi. Mày đếm luôn, ừ, đây. Đếm luôn nha, ừ. Rồi, đi đi. Ra ra. Đi, ra đây đi chứ. Ra đây, đỉnh ra đó. Ra đây đó. Đi. Ừ. Rồi, ta về. Ủa, đi đâu vậy? Đâu có con gì đâu, đi. Thấy không? Vô đấy nước có con mẹ gì đâu, đi. Nó lo giữ ngựa thấy một con nổi. cái trời đất ơi, đi đúng vậy thôi rồi, tao ra đi nếu trời đi mày, tao chạy pháo ra đây hả, mày đi tao tả người mày, tao không nói gì hết. Dạ, đi nè, không mày mà ra bắt pháo tao tả người đó. Ừ, đâu đó từ mẹ em tự như xe mà 20 nặng nó vô đi. Rồi hả chú Diệp? Cú. Anh đi, anh đây là anh đưa. Anh đi ra anh đưa. Anh đi ra anh đưa. Ui sao bình nén. Rồi giờ đếm lại ra. Rồi đếm lại. 6. Đếm lại. Cái cờ đó nãy Diệp tấn pháo bắt chốt. Đếm lại. Không có, đủ mà nó rụng chim đã chắc rồi nè. Đủ nó còn có mấy vậy à. Đủ mà tao không cho về nghe, quýnh luôn nha. Ừ. Đủ má ngựa đi đâu, khoan tôi giữ đây, đéo có đi được. Ừ. Đủ má ngựa mẹ này. Ngựa hả? Rồi. Đi đâu mày? Ngựa mày đéo đi đâu đó. Chết mày rồi. Đâu? Chết mày rồi. Ừ. Đi. Đi. Tôi muốn cho mày đụng kim luôn. Đi. Đi. Ừ. Đi. Đi. Trời, mất ỉ rồi. Đâu vậy? Rồi, người đâu? Mày đụng kim là chắc cái đó, buông tay. Ừ. Đi. Đi. Vô. Thôi anh qua anh kia nghe. Đụng mà mày cha tao mày hả? Mày cha tao đây hả? Mày cha tao đây hả? Mày bắt tao hoài hả? Tao qua mày. Thôi cha mày bên ghế tao qua đây. Đúng rồi, đụng kim là chắc rồi đó, đụng chắc rồi, tao qua đây. Rồi. Đi. 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 Rồi, đi. Rồi ngựa đi đâu? Tao đó. Hả? Đụng má ngựa đi đâu mày? Hả? Rồi mày đi đi, tao ông nội đứng đó đó. Mày đụng kim chắc luôn. Đụng mày đâu? Ừ, đứng nó kệ mày. Mày đụng kim rồi, đi. Rồi qua. Đụng chết rồi. Mày đụng kim là chắc luôn. Đi. Đụng đâu rồi. Đi. Rồi muốn ăn thua luôn. Ăn thua luôn. Ăn thua luôn. Ăn thua. Làm gì mất ỉ đó. Mày chạy mày. Đụng. Rồi. Mày chiếu đi. Bấm. Mày chiếu. Mày làm gì vậy? À. Hòa. Không. Hòa nè. Quê. Đi giờ chú đi về là bắt Hòa luôn đó chứ. Hòa. Đâu có cho đi. Quyến là sao? Thôi con xin Hòa. Mấy giây? Con 11 giây. Ủa quá. Không. Mày đặt la hả? Ừ, thấy hay không? Còn 11 giây là chủ Việt lịch sử cho hay đó. Ừ. Đúng có đi mấy nước nữa là thua à. Bên Nam vẫn hòa mà, bên Nam vẫn hòa chứ. Hồi nãy tôi giao là 30 giây mới được. Cái sau là phải đếm nước ha. Không có đếm cái gì hả? Đủ mà thời gian còn ít là cũng luôn. Chủ Việt cũng đợi nè ha. Nhưng mà nó khó, phải sửa đúng hình. Nói chung hình thắng nhưng mà phải biết sửa đúng hình. Chứ phải còn ít giờ sao sửa đúng được. Ừ. Hình thắng rồi đó nhưng mà sửa phải sửa đúng chứ. Không phải dễ đâu. Cái đó mà quýnh đúng cũng mấy chục nước mới thắng à. Không, sao vậy em? Thôi lên lỡ lên đây ngồi chơi luôn em. Thôi lấy chai nước suối luôn đi em ơi. À, lỡ lấy chai nước suối đi. Công dám chơi pháo đầu, anh Cẩm chơi pháo đầu đâu? Cái gì? Anh Công chơi pháo đầu luôn nè. Anh muốn pháo đầu luôn đó. Sợ cái gì đâu? Là ai đánh mà pháo pháo đầu? Mẹ. Thôi rồi. trắng sao phái màu luôn. Cho miếng nước đá này đi em ơi. Lỗ một con nữa rồi. À, bắt hoài mày, tao bị bắt hoài đâu, lắm rồi, chết tôi nữa rồi. Liên Cẩm thôi mày, đâu phải tao nghi đúng rồi. Vừa muốn đi cái Liên Cẩm, con Cẩm có ra dấu không? Chạy ra tao quất mẹ ha, cho mày coi, đừng có té nữa nè. Ở đây mày chạy ra hả, mày nhập cung rồi là đừng có chạy nữa. Bây giờ tao ngó pháo nhập cung mày hoài hả, mày cương quá, mày đang lộn con nữa đó, báo cho biết á. Khóc đi. Tôi lộn pháo mày nữa, cái mày lộn nhiều quá mà chạy hả? Tao đứng đó đó, mày ngồi mày chạy thử lắm coi coi. Té nữa kìa, chỗ ơi, ngồi đó, ok không? Ok, thôi tao lại. Dạ. Để tao làm luôn. Đấy. Giờ anh Cẩm không đánh với ai hả? Đánh ai hả? Điền. Điền này lắm nhau. Trên. Chứ mày có làm gì tao đâu. Con đường xưa mà nhớ ai trong nãy giờ hồi hai ván rồi hả anh Cẩm? Hồi hai ván rồi hả? Ghê rồi đấy. Còn này té rồi, này chấp tao không có nữa. Ủa? Nếu mà em té à? Rồi sao? Đâu. Vậy là thắng ván mà hai ván. Chạy hả? Dành cái đó trước cái đụng má nào lú đầu là tao giạt ngõ so le tự thằng hết trốn hết rồi. Bây giờ trốn sâu lậu thế hết chứ gọi này trốn hết à. Giờ tao làm vô ông sĩ nó cũng chạy đụng mới xanh cho tao lá chuối nè. Tao nói rồi trốn sâu lậu thế hết rồi. Con chuột thôi, hạng nào nhúng dính mạng à con chuột tao nói hạng đứng yên thôi, hạng nào nhúng dính tao giết. Tao chơi vậy, tao cho tê liệt đéo nào cho đi hết. Tao giết. Rồi còn voi này tao làm luôn đi. Coi nó quýnh gì mà vô, tao cũng hiểu luôn. Trời ơi, tao kệ nó làm phút luôn đi. nhiều cột voi nữa. Ủa Quýnh hội còn pháo cũng vậy. Dạ hay quá, hay pháo đầu này hay lắm. Mày ăn trộm hả? Mày tính ăn tịnh dữ hả? Đi ăn trộm hay làm cái gì vậy? Hả? Sống bằng nghề ăn trộm hả? Hả? Rồi không chạy xe tôi quất xe bạn nha. Chiếu. Tẩy hết rồi nè, chăng rồi tẩy nữa này. Tao nói rồi. Không, tao tự lắm, mày đứng thế đi, tao chữa. Tao quan chốt lại thế trước á. Đâu vậy? À mày bắt tao. Bắt tao rồi tao về đó, bắt. Cảm ơn mày. Cảm ơn mày hả? Thật sự rồi đó. Cảm ơn mày. Trời đất ơi. Ghê mày. Ủa mày thấy hả? Tôi cũng lẹ quá mày thấy. Ê, đi đâu? Mày có nhiều con, mày chạy hả? Mày biết giờ này Nhật Hoàng đủ hả? À, mày chạy đủ mới tặng cho mày hết con. Rồi mày ăn tưởng tao đi, tao có nói gì ăn đi. À, không dám luôn. Sao nó không dám ăn tưởng tao? Cho mày hết con đi. Đếm nước nè, đếm nước nữa. Ừ, rồi tao chạy. Thôi à. Bây giờ tao chỉ tao ăn sĩ, tao bỏ pháo luôn á. Ừ, mày muốn đếm nhiêu nữa hả? Tới đây là nghĩa địa an bằng á, biết không? An bằng ngoài Quế nè. Bây giờ tao thí xe mà cũng thua, tao báo vô biết đó. Ừ. À, mày được ha. À, đây. Được không? À, cảm ơn mày. Rồi mẹ. Rồi tao ra tướng. Rồi. Quý à. Ủa sao vậy? À, sao lúc đó đâu mình đi nước nào? Ồ sao lỗ cây vậy? Tính này đúng bữa nãy là sai cái gì ta? Hồi tối tao coi súp que rồi. Có coi súp que nữa hả? Ừ. Cái này của tao hả? Cái gì đó. À. Tao đi sai nước nào mà bỏ cây. Uống nước trà đá không rót cho. Thôi.